Nó cào tính sau. Mèo có thì nó kẹt thẳng vào mồm Senba để làm gì? Ngáo. Ngáo kêu chó à. Khổ ghê. Đâu mình đang cần up chết lên cho con Zihin vào mà. Ít nhất cũng được 3 hát tên 2 xạ thủ phụ tí đam bạn. Roll thì nó phiêu. Roll thì nó hên xui hơn. Nó đổi Kha'Zix ngon thế. Ui, đây free cho Kha'Zix 2 này. Chaos is the preferred state of nature. Mệt mẹ ổng lắm. Khổ lắm cơ. Tự dưng Kha'Zix 2, xài luôn. Để nói rồi, có thì xài, không có thì thua thôi. Có gì đâu, top 2 rồi muốn cái gì nữa ba. Thích làm gì nữa, kệ thôi. Vũ trụ này đánh mấy cái bài siêu công nghệ hoặc là bài 4 tiền ngon này. Nhiều đồ ấy. Đánh được mấy bài đó. Cái đéo gì? Ông lên Kha'Zix 2 đúng không? Tôi đéo làm gì Kha'Zix tự lên 2 này? Rốt bạn, rốt... Tôi tự lên Blitz 2 này ông ơi. Nó rốt một cái bam Kha'Zix luôn này. Ừ, tôi cũng ra nhiều Kha'Zix với cả Blitz quá à. Mẹ đồ tôi ngon đấy chứ. Đồ tôi đã có rất tinh thần này, cung người này, gậy. Đồ quá. Chứ không có các bạn đi cơ đấy. Anh em mình lại đi kết bài nhau chăng? À, ông cũng rốt được không à? Ừ, tôi rốt được Kha'Zix Blitz luôn. Lại văn bài đi ta. Ừ sao? Hai thằng chứ không là vẫn ngon. Ba thằng mới fail mà nói gì. Ui ông ơi, sao ông Kha'Zix? Thôi ông chơi đi, ông chơi đi. Chắc tôi đổi chứ, ông chơi đi, ông chơi đi. Tôi sợ tôi chơi siêu công nghệ chứ. Chơi đi. Để tôi chơi siêu công nghệ chứ. Để tôi chơi siêu công nghệ chứ. Ok. Để Kha'Zix đép tạng. Tôi có Lucian này. Để chơi siêu công nghệ cho nó dễ. Ôi thằng này cũng xấu xây da này. Tình cái ai. Xấu xây da này. À. Toàn thứ gì không? Toàn thứ gì không nhở? Thì tại bài cứ tự rốt thôi. Tôi có cuồng đa rất tinh thần này, chơi kêu cũng được này. Đánh bài 4 tiền cũng được. Đánh bài 4 tiền chơi cũng à? Được. Góc người phải chơi à? Tôi là Kha'Zix tôi chịu nha các bạn nhá. Tôi là Kha'Zix tôi chịu ấy. Tôi ra 2 con thì thôi, bỏ tay luôn đấy. Rồi, đó ra rồi. Lại Blitz. Hay là đánh bài 4 tiền nhỉ? Thôi tôi đánh bài 4 tiền đi. Đánh bài 4 tiền mẹ đi anh em. Vậy cho nó vuông. Rồi, ông này level 5, chơi game vội vãi lên. I got lucky. You'll get me next time. Mẹ ơi, sức công nghệ nhiều vậy. Anh tính đến bài 4 tiền mà đang đánh sức công nghệ thế. Anh lắp đồ như này thôi. Hơi khoai nhỉ. Kha'Zix đếp ngon hơn chứ. Kha'Zix đã cào tính sau ngon hơn chứ. Ông này 8 con xây da này.
kinh vãi. 84 nhân phẩm vô cực, 8 xây da, không cần roll cũng lên 3. Ok, vẫn lấy cái gì? Trả hiệu ghét cuồng đao sớm làm gì? Đã nói rồi. Phải đi cái táo tay ra đâu hả? Vãi đã là, đã nói là tôi chơi bài 4 tiền mà. Mấy ổng kêu tôi chơi bài 4 tiền, tôi chơi bài 4 tiền mà. Bài 4 tiền mà. Vũ trụ này nhiều đồ. Nhiều đồ thì đánh bài 4 tiền ngon. Đánh bài 4 tiền nó cũng giống như kiểu kiểu của siêu công nghệ thôi. Nó cũng kiểu đó thôi. Nhiều đồ thì ngon, nhiều đồ cho kêu rồi Ire rồi Zihin, As rồi mẹ. Toàn là mấy con 3 tiền đổ lên thôi mà, có mình con sen 2 tiền thôi. Đội hình là chỉ có một con sen 2 tiền thôi, còn như là 3-4 tiền hết. Ok, để cái vai cô thôi các bạn ạ. Ui, xe 3 luôn rồi, 2.5 rồi, chưa cần roll rồi, thường một con xe da luôn. Đấy mới là giờ chosen ngon ông ạ. Game mẹ dễ. Tôi thì chosen cái đéo gì. Game dễ. Tôi chả được chọn gì cả. Rồi nha, hai con lì này đứng đây, mẹ bị mù cả hai nha mày. Ngủ thì cao. Cao nhưng lại không cô lập. Dễ chảy. Chết sớm là kiếm kêu. Ông cứ chết sớm. Kiếm kêu khó lắm. Tích tiền đi. Tích tiền mà tiền chơi đi. Mình như tôi ông ơi, rác con mẹ rồi này, rác lắm rồi. Bài rách rồi. Tôi một đống Khazix đây này. Mà tôi để có một con hai tôi đép này. Nó snowball hay mình đang snowball chúng nó vậy? Bạn xem coi là nó snowball mình hay là mình snowball chúng nó vậy? Mình sẽ đấm chúng nó như con là có thua đâu. Vẫn giữ được chữ thắng thôi. Mấy ông cứ lo xa. Rồi nha, Khazix chém không chết được con Saya luôn, đúng là Saya 3. Bố đời thật sự. Đây, tôi có thua đâu. Blitz nó mạnh quá. À, Blitz yếu quá, nó không tanh được. Phải đổi, đổi tua. Bọn này nó quay về cover ghê quá. Hát đại rất là nhiều ghê. Sợ là thua tên này các bạn ơi. Sợ là thua tên này. Tôi bán bớt thì tôi đẹp vậy. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Ông kia cũng một mảng dích rồi kìa. Thấy rồi, tôi vừa đá bóng mà. Ngon. Này đi thì nhiều tội được nha. Đang thật được. Không cần vô cực. Đang cần Khazix bổ cũng lâu. Hay nhiều đai máu. Giờ tôi vẫn còn đang chết 4 rồi nè ông này. Lèo tèo, lèo tèo. Thì tôi đang chết 4 mà. Ôi bán nhầm mình té rồi. Ôi chết 4 gặp chết 6 ỉa chạy.
Các mẹ đừng nó chết 4 tháng chết 6 nhá. À không tháng nổi. Thua. À, mẹ mua nào đi tiền quá. Đấy, mua này mới gọi hiệu quả chứ. Ôi ông ơi, từng cái tiền lên mà đéo được con ấy là chết tôi rồi. Con gì? Đéo được Classic 3 đi. Đây, tôi đang xài một con Classic 2 này. Để cái đép này. Đép có con gì để bỏ thôi. Một con thì liên quan gì đến tôi đâu mà. Không ra là bởi vì không ra thôi chứ liên quan gì. Bài lừa các bạn ơi, bài lừa rồi. Ừ, ớt hai ớt kệ ba nó đi. Ớt ủng gì. Ủa, ông này có IRE nè, 3.2 có IRE nè, IRE vô cực luôn, phải. Lucian 2 bộ đỏ, IRE vô cực. Kinh. Đó, thắng được hả? Thắng chứ. Tiên chọn nhầm người rồi. Đấy, anh em cứ bình tĩnh. Đấy, nó thắng này. Anh em này. Thấy không? Chơi đâu có nhất thiết là phải đúng kiểu. Hay ra rồi đây. Anh em cứ phải lo thôi. Lo xa vãi lên. Ra rồi đây. Lo gì nữa không? Người ta ra IRE rồi, mình ra kêu bình thường mà. Hát gì? Người ta ra IRE, tôi ra kêu, mẹ 3.1 người ta ra kêu IRE rồi. Giờ tôi ra kêu có gì đâu mà lạ. Ôi, đau quá mẹ ông ơi. Thôi, chắc tôi phải đưa cô luôn thôi. Bài 4 tiền khỏe hơn hay là bài kêu mẹ kêu bình thường khỏe hơn? Ê, khai dích kìa không? Khai dích của ông đang cầm cái gì á? Ừ, khai dích 3. Nhặt đi. Ừ, khai dích 3 cầm cung. Tôi cần cung, tôi cần cái cung vãi lên nhưng mà thôi ông nhặt đi. Ngon vãi lên, không nhặt phí. Ừ. Tất nhiên, thì cũng không đến vòng của ông đâu, còn xa mà. Vòng này tôi chỉ nhặt con nhặt cái nước mắt của ông Lắc hoặc là con khai dích thôi. Đỡ phải Neko ấy mà. Nếu còn nhặt thìa. Bài tôi đâu cần thìa đâu. Tôi có quả một thám nhưng mà thôi. Nếu còn nhật thì các bạn ạ, cứ BF mà phang, bài này BF nhiều càng tốt, nuôi 4 tiền mà. Tao con TF hả các bạn? Bây giờ cần một con tin phong. Tiết kiệm được cả mớ kinh tế đấy, mày ông đùa. BF nhiều càng tốt, không thì làm cái Zeke luôn này. Làm Zeke ngon. Thì tao bỏ bớt Blitz đi. Ôi thôi, nhiều đồ ấy, chơi kêu thường bạn không có dồn đồ được. Chơi kêu thường mà nhiều đồ quá không dồn được. Chơi bài 4 tiền dồn đồ ngon hơn nhiều. Zhi này, kêu này, Ire này. Rồi Wukong này. JC này, dồn con nào cũng mặn hết đấy. Ngoan. Hình như nó kịp bổ đúng không? Ui, tí được thêm con nữa. Rồi, bám lít nha. Eco dần thôi. Phải lên level chứ, bây giờ không lên level là chết. Ui, hai con Zinix, mãi nào không? Coi này. Hai con Zinix á. Ui, đồ pháo còn đang đủ cái kìa. Đẹp quá không gì? Mẹ. Cũng đau rất thiên thần diệt khổng lồ, lượm thêm cái giáp vào cho Lucian bùa đó được rồi, cũng đau rất thiên thần diệt khổng lồ. Lại đẹp quá làm gì đó. Ừ, pháo luôn này. Ừ. Bài đấy thì xoay thôi. Từ từ đã, Zinix lên 2 xoay thật đi. Đang có 2 đấu sĩ rồi, đang có 2 đấu sĩ rồi. Đứng đấy. Quẹt 1000 nam.
từ bạn. Mình vẫn đang giữ đấu sĩ, mình chưa bán. Ôi hai kêu không ạ? Ôi chết con mẹ ơi. Bắn nhầm bắn sai rồi. Giờ hai kêu rồi, thôi đi kêu đi. Đi kêu nó tín hơn là đi đấu sĩ pháo thủ. Sao tự bán bắn sai? Sao tự bán bắn sai ta? Tôi đang nghĩ các bạn bình tĩnh nha, xem lý do tại sao tôi bán bắn sai nha. Đi chân nữa. Tôi bảo hôm nay tôi ngóng nơi mà, nên là tôi mới chơi Nickelodeon buổi sáng. Ôi, hai thiệt đi. À, chị ơi. Ủa ngon này, hát khủng luôn. Ôi, đại bác rồi này. Ủa, thìa với cái gì vậy? Mình nó thìa với cái gì vậy? Irelia Zihin luôn này. Ôi, bài nó kêu, anh ơi, chơi em đi. Anh ơi, chơi em đi. Này, Zihin 2BS này. Gì nữa, bài này. Hát luôn này. Cũng chuẩn bị kỳ cục không ạ? Chứ vụ từ tay bóp giá ra thì mọi thứ đều ổn nha. Lên đét tí vậy. Đồ đẹp quá này, đồ đẹp quá. Đi lên này. Trời ơi. Ôi, bạn ơi, bạn khỏe thế. Cái bạn SASA là khỏe thế, đấm nguyên một phàm thế này thì chết tôi đấy. Ừ, tôi cứ tưởng trên sân tôi có một con wifi rồi tôi bán nhầm ấy. Thì mẹ nhầm nhí. Như thế, chứ bị ấp chó. Các cụ nói không sai mà, đặt biệt danh cho ai là mẹ phải phải có lý do cả. Nó phải có lý do của nó các bạn hiểu không? Ở đây phần lớn là do mình ấp chó. Sáu đồ rồi nhé, chỉ đảo kho báu rồi sáu đồ thì sao? Có gì hot à? Đảo kho báu sáu đồ có gì hot đâu không? Bình thường vãi lên. Chắc có gì hot. Long time no see. Ôi. Bài giết mình một nốt nhạc rồi. À không, thực ra là mình giết bạn ấy. Tưởng như nào. Mình cũng tưởng bạn ấy quá khỏe cơ. Thôi, cứ lên chết tí đâu lợi tức thôi. Lên chi sớm ta. Thôi lên mẹ đi. 30 tiền roll là đủ rồi. Ui mẹ, hai Zenix lúc. Phép lại nữa, lại Zenix nữa. Fred ngon. Rồi Zihin ngon. Gen 2 rồi, bán fit thôi. Đang roll không? Zihin 2 này. Ngon. Ông đẹp quá. Đẹp tôi vẫn thua. Nó có khi nào thắng không? Thắng thắng không thắng. Đi về tôi bắn nhầm văn phai đi bây giờ đéo kiếm lại văn phai rồi các bạn ơi. Ôi. Để ý mãi. Ông mới làm thêm con này không ta? Làm thêm con này nữa không? Rồi mất rồi. Ồ, oh, mít con Blitz rồi. Ồ, oh, nhặt con Sako à? Chắc tôi nhặt con Wukong. Kêu 2 chắc tự ra được, như cái nước mắt là nó hơi phí nhờ. Chắc mình nhặt Wukong không? Đâu, nước mắt là dây chuyền tội thì cho lời luôn, kêu 2 đi. Dây chuyền chụp tội thì tôi có rồi. À. Wukong có đéo đâu. Dây chuyền chụp tội xem tôi có rồi. Xem, ừ đúng rồi, đúng rồi. Điểm mẹ tưởng ông. Ôi, địt con. Đang kiếm vũ công này, thiếu vũ công đây này. Đó, bàn nó như vậy nè. Kiểu 2 rồi này, đấy.
quá nhiều thì mẹ lên chép ghép thêm con, cho thêm con găng blan vào nhờ. Tôi có găng blan này không? Thiệt muộn này. Ui. Găng blan có bộc phá này anh em. Cảm ơn thầy nhiều nhá. Găng blan có bộc phá này. Ôi Saco ra là binh luôn đấy. Cảm ơn thầy anh nhá. Cảm ơn thầy anh một lần nữa nhá. Saco lên 2 hay đấy các bạn ạ. Nước đi này thực ra là tôi đã tính từ trước rồi. Nhà con Saco ấy là... Ôi kêu này. Mẹ 5 con kêu luôn. Nước đi là chuẩn đấy. Tí quét đừng có đụng cái cục mạng ngoài á chị. Ừ. Có nào lốc kéo không ta? Ngu người rồi. Toi dần này là ngu người rồi. Ôi dây chuyền kìa, căng thế. Dây chuyền vãi nồi luôn. Đập tan mọi hoài bão của Mạnh luôn. May là Mạnh nó giết thêm một con đấy đấy. Có cần kẹp găng blan vô nữa không nhỉ? Nên chết có cần kẹp thêm con găng blan vô. Tôi bán thread mẹ rồi. Đéo ra vanfire rồi các bạn ơi. Có một sự thật phũ phàng là sẽ đéo ra vanfire nữa từ giờ đến hết game luôn đấy. Nên chết xài MF hay hơn đúng không? Chết xài MF hay hơn, kẹp găng lăn chi ta? Ra giáp đi, ghép Solari coi. Đó, Solari này. Rồi, khan luôn, đẹp. Zihin khan đứng góc. Đỡ bị ăn đam. Gì nữa đây? Bộc phá cho chỉ chục tội. Thôi lên chiếc xài găng lăn thôi. Bộc phá cho con nào ngon nhất trời. Man phải. Bộc phá cho con này à? Chết tôi rồi. Bộc phá để dành cho MF hay hơn nhỉ? Vệ binh tinh tú làm gì? Ngáo không? Vãi cái chơi vệ binh tinh tú làm gì? Đây là thích ha. Nước mắt cho con mang phai luôn. Điên này, ngu công mà còn xài bộc phá làm gì? Nó choáng chồng à? Chồng lên nhau đâu có được. Trông giống cái bài ốc chó à. Trông giống bài ốc chó à bạn ơi. Sao giờ? Đã bị lốc kéo các bạn ạ. Kéo ra còn bắn phai luôn. Ốc chó rồi rồi. Ôi lại còn gặp cái Lê-bi nữa. Chết tôi rồi. Nhẹ tay thôi bạn ơi. Rồi cao đánh khẽ bạn ơi. Má vừa đấm vừa khóc đi. Nếu thích chơi vừa đấm vừa khóc nha. Đấm vừa khóc gì bạn ơi, mẹ đi viện rồi này, chết đến bít rồi này. Nước đi bán văn phai để tại hạ đéo lương được các bạn ạ. Ôi đồ má, giờ gì hình ba hay là ấy mà, kêu ba đây. Một trong hai con này, con nào lên ba. Cho xin con này đi. Tụi mày đã thang rồi, thang một chót, cho xin con này đi. Neko vi cho gắt. Ê, bài này cơ bản bắn được đấy. Rồi, giết được ông này là lên được này. Giết được ông này là lên được 3 này. Cơ bản bắn được rồi. Còn về mặt thực tế mà nói thì... Đi viện mẹ rồi. Đi. Ừ, chơi đi cơ. Dễ thì ta đi chơi.
Ui, tôi cần thanh lắm các bạn ơi, cho tôi ít đồ thanh đi. Nó là mút này, lấy đồ thanh ấy. Đấy mẹ đi. À, dậy dụa vào được top ông này. Thế thì tôi lấy cung săn này. Má cung săn thì nó hơi thừa thải các bạn ạ. Cung săn thì nó hơi thừa, tí gì hình ba nó bắn này. Kiểu gì cũng chết à. Năm mươi hai tiền lên chết cho găng lăn vào, xong rồi lắp MF bộc phá, bỏ mod đôi cây sơ, khỏi xài hai tiên phong. Đỡ phải bị lốc kéo các bạn. Thôi trả đẹp chắc rồi. Sao bọn này cũng căn lốc rồi, sao biết tụi mình hoài vậy ta. Chua nữa rồi. Chua ta. Ôi may quá, may quá. Đi các bạn ơi, chưa ai đi cả, vẫn chưa ai đi. Công kích hai lần. Load up the Hullbuster. Phải ép này. Ready or not, here she comes. Châu đi luôn đấy. Châu đi thẳng luôn vào này rồi đấy. Gặp châu thật kìa, đen thế nhở. Đã thắng kìa. Ừ, mày thôi, mày thôi. Thở cho thắng đi, thắng đi mà thở sống ông ơi, thắng đi mà sống. Thở cho tao được ông ơi. Vội chứ, có gì đâu không vội. Ủa chú ba đồ này. Ui, rồi, vọng âm. Vọng âm quỷ thư, vọng âm với lại vọng âm cho con này. Rồi rít phép với quỷ thư cho con này đi. Con này không cần rít phép tại vì nó là thánh nữ rồi. Thêm MF luôn không ta. Vọng âm cho con này. Rồi quỷ thư rít phép cho con này. Bỏ MF vào đây này, bù đam. Bỏ bốn đồ sĩ thôi, tầm này măn phai măn phủng gì nữa. Nếu mình lên được MF2, hy vọng một tên này tôi sau phải thêm ra một cái củ lìn gì nữa hay. À là chắn bỏ qua luôn nhá. Lên là MF2 mình sẽ xài. MF1 không xài đâu. MF nhiều cái cốt đấy mà tài thế mà tầm này chắc không cần nữa đâu. Không lên được. Rồi đầu tư hên xui thì 2 MF được. À 2 cao cốt được. Có đồ 2 cao cốt. Lốc lít kiểu kiểu này đâm mẹ ở đây mất. Ôi đi rồi, đi này ghê quá. Này đi rồi. Đi rồi. Này xém gì đích 3. Má ông top 4 rồi, ông top 4 rồi. Tụi điểm các bạn ơi. Không mất điểm là ok rồi. Cái crit phát con Kha'Zix ngon mà, Kha'Zix là hữu không các bạn, mà crit phát là đi một con luôn mà. Ok chứ có gì đâu. Nó vũ trụ này đánh 3-4 tiền khỏe mà, khỏe từ đâu thôi. Mình đã nói rồi, khỏe lắm. Đồ cũng đẹp nữa kìa. Ai dễ chết mà. Bài lúc đầu mình tưởng là tất cả thế giới nó cầm tay rồi. Bài nó ôn in cho mình rồi. Thế cho mình 2 clone Kha'Zix mãi không ra đấy. Phải đi chợ lấy Kha'Zix các bạn nhớ không? Bài châu bình quá. Bài này top 1 rồi. 2 bài còn lại bình thường.
còn một bài Iren tương đối khỏe thôi. Bài đấy thiếu một con Iren nữa là Iren 3 đấy ông ơi. Có Iren thì lượm đi ông ơi. Tôi còn đang chưa kiếm nổi Irelia 2 đây này. Có mở ép này. Tôi còn đang chả kiếm nổi Irelia 2 đây, đậu xanh. Thì người ta cầm từ ngày Iren rồi. Thế nên còn lại ồ, mà Irelia 3 nó win game á, Irelia 3 nó win game à. Đúng rồi, thì tôi bảo Irelia là win á, Irelia nó đồ thế này cơ mà. Ừ, Irelia này một xiên là chết luôn đấy. Irelia này là Irelia win game đấy, đừng đùa. Rồi Ire tiên MF luôn. Tiên vừa giờ hit luôn. Nó có mặt xiên đéo hơi. Xiên giờ hit không ăn thua. There is no dispute. Cái đó Ire là nó về đích luôn đấy. Ok ok. Ơ từ từ nhá. Tính ít em nào. 3 cộng với 1 là 4. 4 cộng 82 làm gì còn thừa Ire cho nó nữa, nó không thể lên được Ire 3 trừ khi có một trong hai nhà chết ông ơi. Hai nhà kia nó lấy kêu rồi. Nhà kia nó bắt kêu của tôi không lên được 3 rồi, tôi lấy găng lan không? Kêu kìa, kêu kìa. Thằng nhà kia nó bắt kêu kìa, nhà kia nó bắt con kêu 2 được kìa. Nó không thừa gì. Ừ. À đấy sắp đi rồi. Biết là sắp đi ấy, mẹ nó bắt con kêu rồi. Ram hết kêu rồi, đúng rồi. Ram kêu mà, không lên được kêu 3 với nó. Giờ tôi ờ, vẫn thừa một kêu thôi, vẫn thừa một kêu. Ờ, vẫn đủ, còn một con. Lên, đủ lên, đủ lên. Vẫn còn một con. Ừ. Bây giờ lách ra phát, trúng phát là lên mà. Còn nhiều máu này nó gì, chỉ giờ lên kêu 3 bắn này rồi. Ram đến chết luôn. Nè, Ire, tên này khi đi viện luôn rồi. Ire, tên này thắng tôi này. Ờ, thấy giống thắng quá. Ủi nguyên thắng rồi. Ơ, nhà còn lại đi rồi. Ui, chưa đi chưa? Nữa, đi mẹ đi chứ người ta lên. Tăng tầm này. Một con kêu, một con kêu, một con kêu. Nó nhất quyết không bán kêu không ạ? Zin 3 ván này cũng không được chơi. Đó, nó bán rồi kìa, nó bán rồi kìa, nó bán rồi. Bán rồi nhưng tôi ra cái tăng tầm đúng rồi. Không sai, không bỏ không được. Sao, ý là kiểu gì tôi sao cũng chả có, bình tĩnh. Thanh niên này chết thì ông phải luôn, phải giữ cái Iren đấy, không toang luôn đấy. À, Lulu hẹt rồi, không có ti được. Em đã không ti được rồi. Rồi, mày ép bị tân luôn rồi. Chết trời đồ má gì nó bắn. Đấy, tôi này ra Ire này ông này. Ông mà để ra Ire trước là hơi mệt này. Má Cassadin này. Ron giữ 10F thôi là hết tiền rồi. Ông ra Ire không? Bây giờ ông phải cầm 3 con Ire thì mới ra mày khó chứ một con thì vẫn dễ lắm. Không, tôi lên kêu 3, tôi cũng chả ngán đâu, từ từ. Ừ. Cùng cung này có nên đổi đồ cho Zihin không ta? Lên Zihin 3 chết chắc tao đổi đồ. Để xem đánh lô được không ông ơi. Kêu 3 mà. Dead men tell my tale. I am. Ủa, chắc ủa? Sao găng lăn này lại 3 nâng cấp? Găng lăn này sao là 3 nâng cấp? Rồi hình 3 luôn ông ơi. Thôi kêu 3 là ăn rồi. Ăn nào rồi. Không bắt được Ire. Vẫn chả có Ire nè. Ờ lốc. À lốc kêu à. Rồi kêu choạc rồi. Rồi quạt. Rồi quạt. Rồi tỉnh dậy quạt chết hết được không em? Trời ơi trời. Trời đụng. Trời đụng. Trời đụng. Má nó. Đúng là kêu ba có khác. Có giang hồ. Zihin nữa này. Bán con mẹ thanh blanh xong đi đổi đồ ông ơi. Tân cuối này.
Đổi được con anh ba nâng cấp ra đi. Phê vãi nổi. Gì hình ba. Úi dồi ôi. Đó giờ lốc đi. Lốc đi bạn. Giờ là khỏi lốc. Chó đỏ. Anh nghe chó đỏ, anh nghe chó đỏ. Ui lẹ ba. Ui lẹ ba được kìa. Nhận đi. Nhưng mà nó chấp xét, nó chấp xét, nó chấp xét. Một xiên, một xiên, một xiên. Ơ chán rồi, chán rồi, chán rồi, chán rồi, ngon quá, chán rồi, chết đi. Chán rồi. Chán rồi. Nó chấp xét rồi. Nó cầm mẹ thì chết đâu mà một xiên.